Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm về một con Taiko Blue Sky. Thì đây, bữa nay anh em thấy nó mở cửa không nhỉ? Đấy, nó tự động mở hết à? Mình cũng chưa biết à. À đây anh em ơi, đây nha các bạn. Khổ quá, đúng là lâu rồi mình không sờ vô con này thì mình mới đang test demo cũng như là review cho anh em. Thì hôm nay là review cái con Taiko Blue Sky với cả. Hôm nay sẽ chạy là từ Phủ Lý này đi xuống Hà Tĩnh này. Hôm nay mình chạy gần gần thôi, nói chung là review cái xe cũng như là chạy gần gần thôi, tiếp tục cái map tiếp theo. Cái map mà 63 tỉnh thành mà anh em hay coi. Nhưng mà mình đang thắc mắc là làm sao để cho nó mình đang thắc mắc làm sao cho nó mở cửa đây, mình chưa biết nút nào nó là cái nút mở cửa ấy. Các bạn biết nút nào không nhỉ? Cái xe này à, đây 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 đây. Ui trời ơi, khổ ghê. Nhiều khi nó không tự động mà mình phải kiểu dọa nó sợ quá thế là nó mới mở cửa lên các bạn ạ. Đấy, đây đồ đây nhiều không nhỉ? Đây là quả dưa à? Nhìn nó giống như là trái lựu đạn ấy trời. Còn đây là vali rồi. Còn bên này thì sao? Ui xá xị hảo hảo với cả Fanta à? Rồi đây nói chung là xe toàn chở những cái mì tôm với cả nước ngọt. Bên này thì hành lý chắc là ít lắm, tại vì ở trên này hành khách cũng ít lắm, không có nhiều. Đây, hôm nay trời thời tiết âm u như kiểu là muốn mưa ấy nhỉ các bạn nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy luôn. Hình như lâu lâu nó sẽ đóng cửa mà lâu lâu thì nó không đóng được. Đây mình sẽ bắt đầu hành trình trải nghiệm của con xe này, nhưng mà từ từ để mình làm sao để cho nó đóng được cái cửa đã các bạn ạ. Vẫn làm sao giờ mình mở lên rồi mà mình không biết cách đóng đây. Đó. À đây 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 đây. Trời ơi khổ quá. Hình như là một lúc ý. Phải là để một lúc nhá. Để một lúc nó sẽ tự động nó đóng cửa. Đấy. Ui trời ơi. Khổ thật là khổ ấy các bạn à. Đúng mình cứ tưởng là mình cũng chưa biết cái nút nào nó là cố định để mà mở được cái cửa. Nhiều khi đúng là lâu rồi chưa review cái con xe này, đúng là lần quay lại nó hơi bị bỡ ngỡ. Ủa, cái map này thì chắc là không cần phải nói nhiều rồi, map này cũng khá là nặng cho nên là yêu cầu những cái máy cấu hình cũng phải khá cao đấy thì các bạn mới có thể chơi được, nhưng mà cấu hình thấp thì chơi nó sẽ bị lắc giật, cái khả năng lắc lắc giật khá là cao nhá. Cái mod cái map này là các bạn phải, nói chung là cái map này nó đã nặng rồi, map này mình nhớ không nhầm khoảng hơn 1 GB, thêm con xe này nữa thì thật sự luôn là nặng thật. Hôm nay đi Phủ Lý đi Hà Tĩnh rồi, nói chung là chuyến đường cái đoạn đường cái quãng đường hôm nay mình review cũng khá là ngắn thôi, không nhiều, còn để hôm sau mình sẽ trải nghiệm con xe khác với cả cái map khác. Map này chắc review như vậy là anh em chơi rồi anh em tải về cũng ok rồi đó. Để mình lấy cái con xe khác này rồi chạy cái map khác cho các bạn trải nghiệm thêm. Đấy, để hôm sau đi, hôm sau mình sẽ chạy cái map khác cho các bạn. Con xe thì chắc là dự kiến là sẽ là xe ghế ngồi nhá. Tại vì hôm nay là cái con ghế ngồi rồi nè. Ghế nhỉ, nó lại tự động mở này. Trời ơi khổ thân nghe nhỉ. Đúng à. Bạn nào biết cái nút nào không ta, mình không nhớ nữa, mình vô mình cài đặt mà mình không để ý là cái nút nào. Mình nhớ là nhấn nút B nút O gì đó à. Nút O này là cái đèn trong, đèn ở bên trong, nút này đèn bên trong cơ. Đấy,
map này là map Việt hóa Việt Nam thì mình có hướng dẫn cách mà làm sao để tạo ra cái map này, thì mình có hướng dẫn là các bạn chịu khó lên coi cho nó kỹ, tránh trường hợp bị lỗi ấy. Lỗi xong rồi hỏi mình ấy, tại vì cũng nhiều bạn hỏi rồi. Đây để mình tap vô đây đi, mình tap vô đây xem review cái không gian của cái chiếc xe này xem nó như thế nào. Hình như cái đoạn đường này cũng khá là vắng này, không có công an như mấy cái đoạn đường kia. Mấy đoạn đường kia thì ở đây, đây đây đây, mình sẽ vô đây bắt khách này, bắt khách dọc đường ấy các bạn ạ. Ủa dưa hấu à, có ai mua dưa hấu không? Đây nha, để mình sẽ đấy, nó đóng cửa rồi này, khổ quá. Gì cái gì? Ờ, ông kia làm gì đây? Vẫy à? Vẫy tay gì đây? Vẫy tay chào hỏi hay sao? Đây nha, để mình review cho các bạn này. Rồi, quên mất. Thì thứ nhất là cái đèn ở trong. À, mình đang bắt khách nha, đang chờ hành khách lên xe. Đấy, thời gian chờ hành khách lên xe mình sẽ review bên trong. Đây. Nhấn nút ô nhá, nhấn chữ ô này. Đó là cái đèn này. Cái đèn LED bên trong. Cũng khá là đẹp này. Rồi còn phần dưới này là còn cái này là cái gì ta? Mình cũng không biết nó là cái gì nữa. Giống như kiểu đèn cái đài radio ấy nhỉ. À, khách lên xe rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình các bạn ạ. Thôi toang rồi, xe nhiều quá, không biết có qua nổi hay không đây. Nhưng mà mấy ông này phải nhường chứ. Khổ quá ông ơi. Nhường một chút xíu đi nào. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn à, trời ơi mấy bạn nhường cho mình cái xem nào. Xăm mấy cái ông này bực cái nhở, không biết có qua được hay không đấy. Mình nghĩ là qua được này. Bực hết cả người ra nhường xin cái đường thôi mà cũng không chịu cho qua các bạn ạ. Đúng là mấy cái người này không có ý thức gì hết. Thì thôi toàn rồi các bạn ơi, mình sơ sẩy quá. Đúng là chỉ có một cái chiếc xe thôi mà nó làm cho người ta kẹt luôn cả đường, khổ ghê. Rõ ràng hôm nay mình chỉ là xin đường thôi, thường thường là phải cho mình đi chứ, nhường chứ không chịu nhường. Ui, thành ra kẹt đường này các bạn ạ. Đây cũng là lỗi tại mình. Ui, kẹt đường nhìn mà xa thế. Có một đoạn xíu thôi mà những cái xe ở đây nó cứ nối tiếp nối đuôi nhau. Ở đây có nhiều xe mà skin đẹp lắm, như là skin Hiếu Hoa này các bạn. Xe tải không à, không có đi gì à. Đây để mình ra ngoài đi, mình ra ngoài mình coi cho nó đã. Khi mà ra ngoài các bạn bật đèn ấy, bật đèn trần lên ấy, nhìn nó đẹp cực kỳ luôn. Đó, ra ngoài chạy nó tê hơn không? Nhiều khi ngồi trong cabin nó kiểu hầm hập quá. À, các bạn biết vì sao không? Vì trong cái cabin đây này, mình cho các bạn coi này, nó có một cái khoảng này, nó có một cái khoảng đen này, nên các bạn sẽ nhìn nó kiểu là thôi đấy, nó bị khoảng đen kiểu giống như kính màu lên ấy, nên các bạn nhìn mà ra ngoài các bạn sẽ nhìn nó kiểu như là nó sẽ không được thật bằng các bạn nhìn ở ngoài như này, nhìn ở trong đấy nó sẽ ảo ảo ấy. Thôi toàn rồi các bạn ạ, nguyên chốt chạm. Mình
như đâu đâu đó phải tầm 20-30 người ấy. Đây nhá, mình đang chạy nhá, là Phủ Lý này. Đấy, Phủ Lý đi xuống Hà Tĩnh nha các bạn. Phủ Lý đi Hà Tĩnh đó. Thôi để mình tăng tốc đi. Nãy giờ review cho anh em cũng nha. Cho các bạn coi sơ sơ qua thấy là quá đẹp. Nhớ là tải về nhá. Trên web mình có hết đó. Map này có này. Xe cũng có luôn này. Nói chung là full hết luôn. Các bạn chỉ việc tải về thôi. Đây để mình sẽ tăng tốc, mình chạy một cách nghiêm túc để hoàn thành chuyến đi từ Phủ Lý qua Hà Tĩnh. Không biết là máy này, tại vì máy mình của mình nó yếu quá, nhiều khi nó lắc ấy. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Nói chung là máy củ chuối nhưng mà cố gắng vẫn là làm mod rồi làm edit mod rồi làm, nói chung là làm về mod để phục vụ các bạn nhu cầu. Chung là giúp các bạn chơi game mượt hơn và ngon hơn, tạo ra những cái sản phẩm tốt hơn. Ui sao sao trời ơi, thực tình mình bực mình ghê cái đoạn này nhá. Cái đoạn này cái xe, mấy cái xe này cực kỳ điên luôn ấy. Đây này, đậu như này rồi sau sau đó là xe kia nó phanh phanh gấp ấy. Thế là thành ra mình đang chạy tổng tốc độ đó mình có thể nào mà xử lý kịp đâu. Mà cứ trên cái trục đường này mà có mấy cái xe này này, đấy. Ý thức không biết là để đâu mà để cái xe này. Trời thế cũng dính luôn. Cứ để cái xe ở góc đó. Trời ơi, đúng thật là. Đúng là chỉ có map ở Việt Nam thôi nó mới vậy chứ còn bên nước ngoài làm sao có chuyện để xe ảo như vậy được các bạn. Thôi để mình sẽ tiếp tục hành trình đây. Cái pha vừa nãy là xử lý sự cố là gọi là bất khả kháng. Đấy, cánh đồng này nó khá là đẹp này, ra ngoài thì nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái này nó phủ thêm một cái lớp gọi là kính đen ấy, cho nên là nhìn các bạn nhìn nó sẽ không được bằng so với ra ngoài. Thôi mình sợ về cái xe kia quá các bạn ạ. Xe nó chạy đầu tiếng hồn luôn. Không được rồi các bạn ơi. Tân quê hương. Các bạn nhớ nhá, xe Tân quê hương này. Trời ơi chạy ảo quá đi à. Thế ông này chạy tốc độ bao nhiêu đây trời? Tại vì mà chậm thế. Úi lại phát nữa. Đùi gì mà xa thế nhỉ? Trời ơi. Sao mình thấy mấy cái ông này không có ý thức gì hết, chạy xe thì anh em phải nhường người ta chứ. Cái xe con kia tự nhiên rẽ trái chứ. Rẽ trái mà lại không có nhường cho người ta đang chạy thẳng mà. Trời ơi, đúng thật là không thể nào mà chấp nhận được các bạn ạ. Nhưng mà được cái là map này nó đẹp thật, map này công nhận là đẹp. Mình sẽ ra ngoài đi, mình sẽ ra ngoài mình cảm thấy nó thoáng hơn ở trong cabin.
Nó sẽ là mình đánh động. Nhưng mà được cái là vô trong thì nó sẽ như thật hơn, vô trong nó sẽ được thật hơn các bạn. Mình mà vượt được là mình vượt ngay rồi, mình không bao giờ mà mình nhường cái xe này luôn. Hy vọng là được các bạn ạ. Thôi toàn rồi. Rồi mình thật sự là vượt ẩu quá. Hy vọng là sẽ tiếp tục được hành trình cho các bạn một pha vượt ẩu mà gây ra một cái hệ lụy, đó là cái chiếc xe nó hư hại 31% các bạn ạ. Đó là một sự vượt ẩu không thể nào mà chấp nhận được. Nhưng mà chạy xe mà ban đêm nhìn nó đẹp hết đấy, đèn nó lung linh. Thôi đừng hỏng xe mà bạn, chỉ là một sự cố thôi, một sự cố bất ngờ quá. Đây, mình sẽ tiếp tục hành trình cho nó tới được cái Hà Tĩnh thì mới được. Hy vọng mình sẽ không cần phải sửa xe dọc đường. Nhớ nha các bạn, ôi tôi xong. Nhớ nha các bạn nào mà muốn tải cái xe này thì lên web của mình gõ Tyco là nó sẽ ra nhá. Còn không thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn. Còn map thì các bạn phải, mình sẽ để ở dưới phần mô tả luôn cho các bạn coi hướng dẫn rồi tải về. Đấy, nói chung là khá là đơn giản thôi, không có gì khó khăn phức tạp hết. Các bạn chỉ cần coi của mình hướng dẫn là auto làm được chắc chắn luôn. Mình hướng dẫn rất chi là chi tiết luôn, không có khó khăn hay là phức tạp gì hết. Tôi toàn hôm nay làm review mà toàn là lúc thì là gây tai nạn, lúc thì bị công an phạt. Trời ơi, đúng thiệt là chạy ảo quá. Ui, trời ơi, mình thấy táp xi nhang mà mình đang chạy này mà nó mà chạy qua cái là thôi, mình xử lý không kịp luôn. Những cái góc này mà các bạn chạy tốc độ cao còn xử lý còn không kịp chứ đừng có nói mấy cái góc kia. Nếu mà các bạn chạy bằng bàn phím thì hơi bị khó, chứ còn ví dụ chạy vô lăng thì mình có thể là đả quẹo một phát là được luôn, nhưng mà cũng không thể nào mà xử lý được. Những cái pha đó là hơi bị ảo luôn. Ui, mình mới tới Nghệ An rồi các bạn ạ. Tính ra cũng khá là xa đấy. Tính ra cũng khá xa đấy, chứ chạy xuống Hà Tĩnh là cũng gần như là một nửa chặng đường từ. Nhưng mà mình chạy từ Phủ Lý thì cũng không xa lắm. Từ Phủ Lý mà xuống Hà Tĩnh. Ôi thôi lại nữa. Đây mình kiểm tra lại nhá. Xem là mình cái thắng của mình để là nó cao chưa. Trời ơi, cái cường độ phanh của mình để nó thấp quá. Nhiều khi mình thắc mắc là nãy giờ tại sao mà mình thường thường mình đạp ga ấy là đạp một phát một là nó dính thẳng luôn. Thì ra là mình quên mình không để cái cường độ phanh nó cao lên một chút. Còn tùy theo các bạn nhé, các bạn chạy theo cái cảm hứng thì các bạn để theo cái mức độ các bạn cảm thấy là phù hợp với mình. Rồi cái con xe này mày ép tao hả mày? Trời ơi. Thôi, ông kia không đi đi. Mình đánh hết lái là mình đi thôi này. Mình sẽ đánh hết lái qua mình đi luôn này, mình vượt luôn. Mình không chấp nhận cái chuyện mà chờ lâu như này được.
nhưng mà đánh lái qua hơi bị căng đấy các bạn ạ. Tại vì sao? Vì thứ nhất là nhiều xe quá, bây giờ mà mình đánh lái qua là mình không có thể là mình sẽ gây tai nạn, gây sự cố, nên thôi là mình sẽ chấp nhận đi, mình chấp nhận chờ vậy. Trời ơi, mình vừa nói xong mình công nhận là hài thật đấy. Nhiều khi lại vì kiểu sợ nó tông vô nên thôi, mà ai ngờ nó tông vô thật. Rõ ràng mình táp sinh nhang mình qua rồi, nhưng mà con xe kia nó lại... Ủa, trời ơi. Đấy, chạy như vậy thì tại sao mà nó không bị sự cố? Chạy đầu quá các bạn ạ. Công nhận là trong cái map này mình mà mod thêm cái xe vô là mấy cái xe này nó chạy ẩu kinh hồn luôn, chạy mà không có ý thức gì hết, như kiểu là phải phi mát tốc độ lên, không cần biết trời đất này. Đấy, ui dồi ôi, tự ngã ra đấy các bạn, tự ngã ra rồi lại đổ lỗi tại ai. Nhiều khi trên cái đoạn đường này đi, nhiều khi gặp những cái mà không đâu vào đâu không, nhưng mà thôi mình vẫn phải chấp nhận các bạn. Chơi game là để giải trí, như là review này các bạn. Thấy cái xe ngon, thấy xe đẹp, thấy xe hay, úi dồi ôi, thì các bạn chơi thôi. Nói chung là mình cứ cảm thấy thích thì mình chơi, mình chơi chán xong thì mình lại mod xe khác. Nói chung là web của mình rất là nhiều mod luôn, nên các bạn cứ kẹt ca, mod này không hay thì mình sẽ chơi mod khác, không có gì hết. Mod này chán rồi thì mình sẽ đổi mod khác, không có vấn đề gì hết, cứ thoải mái đi. Uầy, ủa, mình đang thắc mắc đấy các bạn ạ. Mình đang thắc mắc là cái con xe SH này nó từ đâu ra, sao nó lại đi ngược chiều như vậy ta. Trời, nãy giờ mình đang ngơ ngác luôn. Đây là lỗi tại ai ta? Thôi mình sẽ tiếp tục hành trình để hoàn thành tới Hà Tĩnh kia đã, rồi tính tiếp các bạn ạ. Tại vì hôm nay tự nhiên lái xe mà thấy gặp toàn những chuyện không đâu không ạ. Thêm một anh Grab nữa chạy ngược chiều và cái kết. Đúng thật là công nhận là không thể hiểu tại sao mà cái map này nhiều khi mình mod thêm những cái chiếc xe này nó chạy đảo lắm. Cái ông chạy Grab kia mà ông ấy còn vượt như vậy thì thôi mình cũng chịu thua. Rồi để mình sẽ tiếp tục hành trình tới cái địa điểm đã, trải nghiệm cũng như cảm nhận cái chiếc xe này. Sắp tới rồi các bạn ạ. Trời ơi, cái góc hẻm, cái góc quẹo này mình không nhìn thấy. May nói chung là may thật các bạn ạ. Mình không tông vào chiếc xe đó, nhưng mà mình cũng một pha cũng hoảng hồn luôn. Chạy tốc độ cao quá, xử lý không kịp. Đấy, để mình đánh cho vài lái nè, là cái xe nó tỉnh táo lại ngay à. Đây lại nhá, không nhìn rồi nè. Cái chiếc xe Tân Thanh này, Tân Thanh container này, chạy ẩu lắm ấy. Sao nó hôm qua ta? Hôm qua mình qua nhỉ? Mình nên qua không ta? À thôi, nó chạy qua rồi các bạn ạ.
quá mình chưa chạm. Mình biết thế thì vượt đi, chứ cái đoạn đường này lại thành ra kẹt đường. Có cái gì ở đây đâu mà kẹt đường ta? Mình không hiểu lý do tại sao ở đây kẹt đường. À thì ra cái ông này, chỉ vì một mình cái ông này thôi mà làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Trời đất ạ, không thể nào mình chấp nhận được. Một mình ống thôi mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người tham gia giao thông phải chờ. Trời, như ở Việt Nam thì auto kẹo rồi, không có chuyện mà chờ lâu như vậy đâu. Thậm chí là nếu mà xe máy là nó sẽ vượt đèn đỏ luôn. Nếu mà ở đó không có đèn đỏ thì chắc chắn là nó sẽ vượt rồi, không có chuyện mà nó chờ đâu các bạn ạ. Khi mà mình được chạy trước ấy thì vượt lên cái đàn lên trên này nó thoáng quá, nó thoáng, nó không có xe cản trở như là ở trong thành phố. Hoặc là những cái đường này mà nó vắng ấy, mình mà được đi lên trước ấy là auto là mình thoáng lắm, mình chạy thoáng. Còn mà mình mà bị kẹt một vài xe ấy là kiểu gì là mình chạy rất là chậm luôn, mà phải chờ nữa. Nhiều khi là mình đang đam mê tốc độ ấy, đang chạy với tốc độ này mà phải nhấp nhả ấy. Cảm thấy nó sao khó chịu đấy nhở. Chờ một cái tuyến đường nó kẹt xe ấy, mình chờ rất là lâu. Tất nhiên là đây là trong game thì mình có thể là vượt ẩu một chút xíu không sao, nhưng mà ở ngoài thì chắc chắn một điều các bạn phải chờ rồi, không có chuyện mà một phát một mà qua đâu. Nói chung mà thời tiết bầu trời thì cũng khá là tối chứ không phải là ban ngày nhá, nhưng mà được cái là có cái ánh sáng kiểu giống như là sáng sớm ấy, nó chưa có sáng nhưng mà các bạn vẫn phải bật đèn nhá. Trời ơi, tới đây lại bắt đầu kẹt rồi. Mình muốn vượt quá nhá, không biết có vượt được không nhỉ. Cái ca này khó quá các bạn ạ, mình sợ không vượt nổi mà lại còn gây tai nạn như vừa nãy. Nhớ nhá, các bạn lái xe các bạn phải để ý hai cái bên gương ấy, các bạn phải nhìn hai bên gương, tại vì chơi trong game thì tất nhiên nó sẽ không có xe máy hoặc là người đi bộ, nhưng mà ở các bạn chơi ngoài đời thực thì tất nhiên các bạn phải nhìn gương rất là nhiều luôn, chứ không phải có chuyện các bạn chỉ việc chạy và vượt ẩu đâu. Nói chung là nếu mà chạy xe thật thì rất chi là cẩn thận, không có chuyện. Trời ơi, sao lại giảm tốc độ? Chả hiểu cái xe con này suy nghĩ cái gì nữa. Đang chạy với vận tốc này, đang trên đường này không có cái ngã rẽ nào luôn mà tự dưng lại dừng một cách đột ngột, vô lý thật. Đây, để mình sẽ tiếp tục hành trình nữa các bạn ạ. Mình gặp mấy cái ông chạy xe con trong cái game này thì nhiều khi rất là bực luôn. Mấy ông này chạy nhiều khi đang chạy nhanh tự nhiên dừng một đột ngột, thậm chí là ráp mà xe máy ráp mà tự nhiên đang chạy mà táp lên trước mặt
tông vô luôn không cần quan tâm. Khổ ghê đấy. Trời ơi, cuối cùng mình đã tới được Hà Tĩnh rồi các bạn ạ. Đấy. Tới được Hà Tĩnh là thấy mừng hết sức luôn. Ở đây chắc không bị dính ở hèn quá các bạn ạ. Tìm tới cái chỗ cái bến để dừng lại trả khách. Rồi còn một đoạn nữa thôi là mình sẽ tới được cái bến trả khách rồi. Đây cái bến trả khách đây các bạn ạ. Khách hình như đây 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 là xe Hiếu Hoa. Xe Hiếu Hoa đậu ở đây à? Mình phải đậu ở trên các bạn ạ, không được đậu ở dưới. Có thế thì mình phải lên trên à? Mình phải lên trên à? Lên cái trạm trên này các bạn ạ. Đây, mình phải lên trên trạm trên này mình mới được dừng. Mình phải lên trên này mình mới được dừng. Trời, có người vẫy tay chào hỏi đàng hoàng ấy. Đâu phải vớ vẩn đâu các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tạm thời mình sẽ rút vô đây đi. Đó. Mình rút vô đây xong rồi mình tắt máy này các bạn. Mình sẽ xuống. Mình coi lại cái xe này. Ôi cho rút vô đây xong mình nhìn được các bạn. Đây. Nói chung là xe có cả hành khách nhá, hành khách trên xe luôn, có cả rèm màn các kiểu con đà điểu rất chi là đẹp luôn. Đây khi mà các bạn nhìn trong ấy thì khuôn mặt đầy đặn này, đấy rất là đẹp luôn nhá. Thế thôi thì mình sẽ dừng cái clip đây thôi và cảm ơn tất cả anh em đã coi video mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình nhé. Bye.